nó có thể có được một cái vị thế nó mạnh mẽ hơn. Lấy Ezreal để chờ pha 100 lính à? Tôi không nghĩ vậy. Hơi tù. Còn Ezreal để giúp cho anh ta có khả năng không bị sốc chết bởi Annie. Thế này thì Ezreal đánh pha 100 lính cũng được. Chơi kiểu chơi lì lì đánh pha 100 lính cũng được. Còn với Annie thì chỉ có đúng một con đường duy nhất, đó là anh ta phải húp chết đối phương ngay trong giai đoạn đi đường. Thực ra thì Annie nếu mà cố thì cũng có thể sử dụng Queen của mình farm để cố gắng 100 lính, nhưng mà cái việc farm thì với Ezreal với tôi là dễ hơn. Ừ, đúng, xài tay dài. Thứ hai nữa là tốc độ đánh chắc chắn là vượt trội hơn. Và thêm vào nữa là mô hình kiếm Doran để sát thương tay 4 điểm vào kỹ... À nhiều nhất là 4 điểm vào kỹ năng Q. Nếu như Diamond Props muốn, tôi nghĩ là anh ta cũng đang tăng như vậy. Khả năng cầu máu sẽ được bổ sung thêm một cách tương đối mạnh mẽ. Và đang tích choáng. Tốc độ di chuyển cao hơn rất nhiều so với Ezreal không có giày. Cái giày pháp sư thực sự là món trang bị hay. Hay, đúng. Và đi cái kèo này, đây một cú choáng tiếp đến tiếp cận và khà thêm cả W nữa. Dướn lên hơi cao, nhưng đây là một cái Ezreal đánh tay có kiệt sức, tốc biến ngược trở về, Diamond quay ngược trở lại trả lại thiêu đốt đối phương, và sức ép đó cũng đang đủ áp lực để khiến cho Ezreal phải lùi về. Sao anh ta lại giữ lại gấu nhở? Anh ta định kiểu như là cào đi cái khiên. Tôi nghĩ rằng đấy là một pha định bào phép bổ trợ đến từ Diamond, nhưng Brosa cũng rất tỉnh táo khi nhận ra rằng cái lượng máu của anh ta mất không thể nào nhanh bằng Ezreal được, à bằng Annie được, khi cái nội tại sẵn sàng tấn công đã được kích hoạt. Đây, lượng sát thương tỏ ra vượt trội hơn khá nhiều. Đang giữ choáng này. Đây, đây là những tình huống là farm tay để giữ choáng này rồi, farm tiếp bằng chiều rồi. Thường thì chơi Annie có một cái trick là các bạn hay để 4 stack và chờ stack thứ nào. Có cung ánh sáng lao lên bắn. Để 3 stack. 3 stack đúng rồi, stack thứ tư sẽ dùng cái E. Ra đây! Anh ta sử dụng gấu để che quy và tiếp theo nữa là nấp viêng sau lưng lính. Đang lấy stack làm choáng và đang chờ đợi cơ hội để lao ra tấn công vào Brosa. Choáng đến và sát thương là có không nhưng đủ. Chưa đủ. Ui. Và Brosa chỉ còn một chút xíu máu mà thôi. Ôi con gấu này phải hai đập nữa may ra mới chết. Brosa vẫn đang hồi máu và anh ta sống. Kéo gấu về để con gấu không chết một cách lãng nhách. Quá tâm rồi. Và khi mà Tipper vẫn còn đây thì đấy cũng là một tác nhân để giúp cho Annie có thể đẩy đi cái trụ này. Và đừng quên rằng một trong ba yếu tố để đem đến chiến thắng có cả đẩy trụ nha. Nhưng gấu đang chết. E đâu, E đâu, còn không, E còn không con? Cũng chỉ là một Q của Diamond mà thôi. Q, chết rồi. Cơ bản đúng không? Anh ta E lên, mày ta chết rồi. Giống luôn cả phép bổ trợ thì chắc là đã có sự bóc ngoặc ngay từ đầu rồi. Được. Một kèo solo kỹ năng và nên nhớ rằng con Nico rất ảo nha. Nấp sau lính cũng không được. Mà đứng ra ngoài cũng không được, nhìn thẳng mặt nhau cũng không được. Nói chung là rất là khó. Mỗi bên trúng một đánh thường nhưng rõ ràng là Ark đã lợi hơn một cú đánh thường, nhưng máu thì không chênh lệch nhiều lắm. Ari cắn khá đau. Đó là lợi thế của Ari. Ari cắn thì không trượt được. Trong khi đấy thì bên kia thiên thạch rơi có thể né. Hãy cùng hướng tới những cái pha solo kill xem. Tôi nghĩ rằng việc farm chắc chắn là Ark thua đứt đuôi rồi, nên Ark sẽ là người phải chủ động thực hiện. Ủ đau chưa? Pha solo kill. Cả hai đều thả bóng. Lần này đấy. Đúng rồi, ăn rồi. Bóng ăn cái máu rồi. Cái bóng ăn máu và cái bóng có thể phá được máu của đối phương cũng không tệ. Nhưng đến bây giờ tôi có thể khẳng định rằng là chắc chắn Maple sẽ là người đến 100 lính trước. Thế nên anh ta lên đồ như vậy là quá kín kẽ, gần như không có cửa thua. Cửa thua của Maple bây giờ có đúng duy nhất một cách là anh ta băng trụ hớ hình để chết. Còn không á, thì anh ta không bao giờ thể bị solo kill được. Bị solo kill quá khó, cả hai đều xuống chiêu cuối là ổn. Và đây là một pha chói tốt đến từ Ark. Và đây là chiêu cuối được sử dụng ra. Và rõ ràng người bị làm choáng là Ark khi Maple là người dùng cú chiêu cuối sau. Nhất quyết là mất tốc biến. Sát thương như vẫn gây ra. Ôi, tôi xong rồi. Chết. Ôi. Mạnh An nói. Ôi. Ừ, anh có vẻ ngày xưa đồng đội của Maple cũng là An mà. Ui, căng quá. Nhưng mà đấy, tôi thấy không? Mạnh thấy không? Bao giờ tôi cũng phải để lại 1%. Và xin phép lại đưa về kèo này thành 55-45. Bởi vì xa đất khách, ở đất khách quê người xa Việt Nam, cái búp An Võ bị trừ đam đi, trừ aura đi. Nhưng mà lại phải thành 57-43. Phách đối đầu với Faker. Một kèo mà như Mạnh Mèo đã nhận định 55% chiến thắng. 55% về chất tướng chứ quên. Làm mất 50-50 rồi, 50-50 rồi. Mất máu rồi. Nhưng bên kia mất mân à. Không, mất máu quan trọng hơn. À, mất máu quan trọng hơn. Ôi, là chết rồi, 49-51. Hãy cùng nhìn điểm của hai bên lấy. Ari giải băng năng lượng rồi thêm cả thiêu dụi ở nhánh thứ tư, còn cái nhánh kia là trên 70% máu thì gây thêm đam, và bảng phụ là bình thuốc và bánh bích quy rất cơ bản, trụ đường, trụ đường và trụ đường. Tập trung tuyệt đối, thiêu dụi rồi, đúng rồi, hợp lý. Trong cái đấy thì artifact bây giờ sẽ phải để cho đối phương ép mất một lát rồi mất cầu, thua 5 lính so với artifact. Cả hai đều lấy phép hỗ trợ thủ và sự cơ động rõ ràng. Lucian là vị tướng có được nhiều hơn với cái truy cùng diệt tận. Vừa rồi thì quả cầu đặt ra đó trượt, không có áp lực về mặt cấu rỉa. Xe to vào trụ,
chưa chắc ăn nổi nha. Bắt buộc phải bấm bình máu và còn bánh Big Quy đến từ Faker, trong khi đấy Artifact sẽ không có bánh Big Quy, năng lượng cũng không còn nhiều, thậm chí thu cầu để last hit. Và đó là một pha thu cầu tốn rất nhiều năng lượng, bởi vì nên nhớ rằng là trong cái bộ chiêu thức thì cái kỹ năng E đấy tốn cực kỳ nhiều năng lượng. Ui, Quy nuột thế nhỉ. Một pha hơi lắc hình. Artifact vừa dùng E lướt để né một quả cầu và sau đó bắn một cú bắn xuyên thấu kết hợp nhiều thứ. Ari lại cắn, Artifact cảm thấy không đau và anh ta cảm thấy hài lòng khi mà đối phương không có nhiều năng lượng. Nhưng Faker có kiệt sức, Artifact kiệt sức trả lại, Artifact hết năng lượng, Artifact thua mất thôi. Bình. Có là chắn, Faker chờ đợi hết là chắn, Faker thắng rồi. Bình rồi. Một pha thi đấu mà Faker tự tin và trên cơn một cách hoàn toàn đúng không? Hết năng lượng. Nhưng Lin thường hướng đến một giai đoạn là pha 100 lấy kỳ thắng. Hình như hôm trước anh An có bị lừa một cái kèo hay là anh Luân nhỉ? Không, chơi Aram bị lừa một cái kèo Kaelin đặt bẫy. Lâu lắm rồi ta không chơi. Đấy thì chắc là anh Luân. Và gần đây anh Luân mới bị lừa với kèo Kaelin đặt bẫy. Bạn có thể lấy thiên thạch cũng được. Xong rồi bắn E Quy chờ đến chợt nhận ra rằng là đấy. Cơ bản nha, đây là con Varus cơ bản cầu máu đúng chưa? Cầu máu rất giải cơ băng, thiêu dụi, rồi bên kia là bánh quy và bình thuốc. Đây. Sẽ là tàn pháo hủy diệt ở dòng 1, à dòng 2. Tàn pháo hủy diệt. Dòng thứ hai. Dòng thứ hai. Hợp lý. Như vậy là đấy, như này là hợp lý. Tôi đang muốn nói tới việc là nếu như bạn sử dụng cái giáp cốt rất sai, bởi vì virus này sẽ không phải là một virus tay đôi mà chỉ cầu máu mà thôi, nên bạn cầm cái ngọn gió thứ hai là hợp lý. Còn là cái bắn xuyên táo à? Rồi. Thấy chưa? Lại bảo không đau đi. Rồi. Đau hơn. Mất là chắn để đảm bảo về lượng máu, bởi vì biết là sẽ phải trụ đường tiếp. À. Cũng hợp lý, bởi vì đây là bối cảnh cầu máu chứ không phải là chơi khô máu đến từ cả hai bên. Rồi. Đấy là một pha hợp lý. Kaelin. Sở dĩ là nhiều bạn sẽ đặt một cái câu hỏi là tại sao Kaelin Seiya luôn phá trụ rồi. Cầu máu rất nhanh, nên nhớ bây giờ nội tại đòn bắn thứ 7 của Kaelin bắn được cả vào trụ nha. Anh ta đã có chiêu cuối, bẫy cần phải được đặt, bẫy đặt ra rồi và ngăn cản không cho Seiya lao lên. Đối với Seiya, anh ta đã thành công đẩy lùi đối phương ra khỏi phạm vi của trụ. Đối phương đã hết năng lượng. 92 lính. Xong cái này là 95 96 96, nếu làm tốt 96 không 95. Tơn này là phân định thắng thua. Kaelin lấy cái gì ra để hạ gục được chết con Varus này đây? Câu trả lời là không có, khi mà hai phép bổ trợ là không còn. Người ta còn tốc biến cơ mà. Ừ, bên kia còn Varus còn tốc biến thì làm sao mà end gate được, làm sao mà kết thúc cái ván đấu này được. 97. Đấy, bỏ thôi, bỏ thôi. Bố trí bỏ, bắn 3 quy, bắn một cái quy một cái E là ăn 3 lính đằng xa là win rồi. Đấy, chơi nó phải bó cẩn như thế này, việc gì phải băng trụ, băng chết làm gì cho nó mệt người ra. Một con. Xong. End game. Đấy. Mọi thứ nó đến để Uzi có thể sử dụng. Và Midfortune làm vị tướng Moji sẽ sử dụng với hai phép bổ trợ là thiêu đốt cùng lá chắn. Trong khi đấy, G4 sẽ đánh thủ với lá chắn cùng kiệt sức. Nếu như Uzi lấy cho mình đó là cái nhẫn Doran khởi điểm thì những cái pha cầu máu người ta sẽ trở nên chất lượng hơn. Đau hơn đúng không? Bởi vì chắc chắn là cái chiêu E của Midfortune là mang nguồn sát thương phép thuật. Nhận quỹ nữa rồi, và để xem. Ui, bão đạn chiêu cuối, bởi vì đây là một góc rất xa, G4 không thể nào phá đi cú chiêu cuối đó Uzi được bằng cái cú lệnh sóng âm của anh ta, cho nên rằng đó là một pha trao đổi chiêu thức tốt tới từ Uzi. Xoáy, quay ngược xoáy không? G4 chưa xoáy, Uzi đang cố gắng chạy về. Xoáy. Bây giờ mới xoáy, Uzi bật cho mình cú khiên lên, quay ngược trở lại Uzi, có lẽ rằng không muốn khô máu trong pha thi đấu này. G4 lại một lần nữa có giáp, Uzi bị ném rất đau bởi chiêu Ari, mất đi hồi máu. Thôi sao? G4 ăn được máu, một tiếng uống lời dành cho G4, nhưng ta cũng đã mất cả khiên và cả hồi máu trên người của mình. Phép bổ trợ mất trong tình huống xử lý vừa rồi là bằng nhau. Pha tấn công của G4 cho thấy cái cách để mà anh ta có thể kết liễu được Uzi là anh ta tính toán đủ rồi đấy. Một bắn nữa là sẽ xong. Một bắn nữa là G4 sẽ phải lên bảng điểm số và chiến thắng thuộc về Uzi. Và G4 biết được điều đó, anh ta quay ngược trở về, vát lại được cái trận đấu này. Về một tên nữa là có cả dạ kiếm đây này. Chơi bời thì đủ món đồ lớn. G4 chơi tất tay rồi. Và này không biết làm nào, xoáy. Nhưng Uzi ăn được cái bình máu, G4 có vẻ đang nhỉnh hơn về lượng máu, vẫn đang ném tay, nhưng lính thì quá đông thuộc với Uzi. G4 vẫn đang cố gắng nao lên, anh ta muốn hạ gục thôi nhưng không được đánh. Rồi lính đánh quá đau và G4 hồi lại khiên thêm một tiếng đưa cầu nữa, nhưng Uzi đã có hồi lại cho mình, đó là cái lá chắn. G4 cũng có lá chắn luôn. Một trận đấu dường như đang là một chiều lại tỏ ra cực kỳ căng thẳng. G4 về nhà ăn được một bình máu, nhưng Uzi cũng chỉ còn cách chiến thắng có 5 con lính nữa thôi. Còn 3 con nữa, G4 phải làm một điều gì đó, nhưng ta bị làm chậm bởi mưa đạn. Hai chỉ số lính nữa, đó là 1. Và đó là chiến thắng dành cho Uzi với 100. Thì đấu solo kill rất cao. Đây, Lộc vẫn chưa thay đổi. Lộc Lơ Đơ quên à? Lộc Lơ Đơ đổi phép em ơi. Có lẽ chắc bị lag vào trong. Những cái kiệt sức hay là những cái lá chắn thì cũng không ăn thua cho lắm. Lại tốc biến ma thuật. Tốc biến ma thuật. Hình như đó phép bổ trợ mang thương hiệu của Zero rồi. Thương hiệu rồi. Anh ta đánh kèo gì anh ta cũng lấy tốc biến ma thuật mà thôi. Đang muốn tạo cho mình một cái tên tuổi
tại cái giải đấu All-Star, tức là người ta nhắc đến Zeroth là người ta phải nhắc đến tốc biến ma thuật. Đúng, Zeroth Hack Flash. Hack Flash. Và anh ta lấy thêm cả cái giao hàng bánh quy nữa để tăng thêm khả năng hồi phục. Tức cũng là đóng băng dành cho Broken Blade, cho nên rằng Zeroth cũng chưa dám lao lên. Kiệt sức luôn, có thêm cả thiêu đốt, nhưng lính có trước. Ê! Zeroth tốc biến lên, có cú xoáy thành công, sát thương dồn vào, máu đầu trước mặt. Broken Blade ăn được và anh ta sống và thoát đi thành công, nhưng mất đi cái phải bổ trợ. Còn Roth vẫn còn đó là cái hồi máu. Thôi xong, thành trừng. Bị xấy thành trừng, nhưng lính đỡ đi được rất nhiều sát thương. Lời, vẫn là lời to. Lời. Đánh cho chúng ta. Đánh được, chúng ta đánh được. Biết anh ta làm gì đây, anh ta lướt. Có máu, quay trở lại bắn rất đau vào người của Roth. Roth đang cố gắng, anh ta thả cầu trượt rồi. Và đó là thời điểm mà Zeroth cần phải về. Ăn thêm một tình huống thiêu sáng rồi cháy nữa. Ôi thôi xong rồi. Có trên người nội tại của cái sẵn sàng tấn công. Rất đau, Zeroth đang thi đấu cực kỳ tự tin. Một tình huống đưa cầu trượt thôi có thể khiến Zeroth phải trả giá. Tôi nghĩ Zeroth nên về để hồi phục ở turn này. Tình huống mà Broken Blade đang cắn máu và anh ta đợi hồi phục. Anh ta đủ lượng máu là anh ta lên bắn. Ôi! Cái gì đấy? Thể hiện cái gì đấy? Diễn ít thôi em ơi. Thôi về em ơi, về hồi máu xong lại lên. Nói thật, bây giờ mà Broken Blade né, lướt né được cái cầu, quả cầu một phát lên bắn quy là bắn tay là Zeroth sẽ phải nằm. Zeroth không còn thôi xong rồi nữa. Gãy rồi, hết năng lượng rồi. Lừa kèo, đó là lừa kèo đến từ Zeroth. Hay cái đạo trích ra khỏi những cái điểm mà Victor có thể lấy. Bởi đúng. Vì nó không đem lại cho anh ta quá nhiều những lợi thế trước Cassiopeia ở trong cái kèo đấu 1-1. Chắc là cầm Ari. Chịu Ari hoặc quyền năng bất diệt cũng có thể là một cái thứ mà đánh thủ anh ta có thể hướng tới được. Phải làm, xem. Làm tí đi. À, dụ kèo lên trước. Rồi. Ui dồi ôi, bên này vẽ xịt rồi. Victor tăng vào cú E đầu tiên, tôi đang cảm thấy nó hơi thắc mắc. Người chơi đường trên của Ascension Gaming và đang đại diện cho khu vực GPL. Jizuke vẫn đang duy trì một cái thế lính rất là tốt. Anh ta đang phá 42 so với chỉ 24 tới Rocky. Rõ ràng việc đem con Victor ra đã khiến cho Rocky tự làm khó bản thân. Tự thua rồi. Thế chắc là hiện tại ở đường trên anh ta thích đánh cái vị tướng Victor này. Ôi, cấu rỉa luôn, sử dụng luôn cả báo điện từ luôn. Ép cho Jizuke phải về. Và khiến cho Jizuke không thể nào hít được cái lượng kinh nghiệm vừa rồi mà những con lính của Rocky chết đi. Rõ ràng về cấp độ thì Rocky đang nhỉnh hơn, nhưng khi Cassiopeia đạt được cấp độ 6 lần này không còn thanh tẩy phát đi nữa. Ướt tôi mi. Đã nói mà. Ướt mi. Nữa. Tôi đã nói mà. Dùng thanh tẩy sớm khiến cho khi mà anh ta bị làm chậm. Ai lại là người giết trước. Đó. Giống như kiểu có những kèo mà Faker với Afumu đánh solo Zilean chỉ đánh tay ấy. Đánh tay. Rồi là solo Anivia với tốc độ đánh mà giống hệt nhau thì rồi. Người đấy sẽ là người chiến thắng. Hồi máu phụ trội, huyền thoại hút máu, sau đó là nhát chém ân huệ. Phía bên kia ngọc bảng phụ là giải băng năng lượng cùng với cả tập trung tuyệt đối để xem có sự khác biệt nào tới từ Saiya của bè hay không. Không khác tí nào luôn. Như lột. Giống nhau như đúc. Và không có bất kỳ một sự khác biệt nào. Là ném lông ra và chưa hề có thua, bây giờ mới thua lông vũ. Nhưng người bị trói lại là Nikki. Đấy. Tôi thấy rõ sự khác biệt tôi đã nói mà. Đó là cái việc bạn thu lông như thế nào cho đúng cách. Một bên thì rõ ràng thu lông không gây được sát thương cũng chẳng chói được. Còn một bên thì thu đủ 3 lông, sát thương thấy rõ và chói chân được. Lại thu được tiếp. Lại chói chân tiếp. Có thiêu đốt lên người cá. Xong. Tiki xong đi bụi à. Chả có cách nào để sống được cả. Và bang. Với một con mắt trông có vẻ màu mè hơn. Có vẻ như người ta sẽ là người nhìn rõ hơn trong cái tình huống vừa rồi.